Thưa quý vị, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng đã chỉ ra nguyên nhân chính dẫn đến việc tăng giá bất động sản cao đột biến thời gian qua. Theo đó, Bộ Xây dựng đã nêu rõ nguyên nhân giá bất động sản tăng cao là do lệch pha cung cầu, thổi giá và đẩy giá, chi phí đầu vào bất động sản tăng cao. Bộ Xây dựng đã có ban hành hai văn bản về việc là phân tích cơ cấu giá thành, giá bán, nguyên nhân tăng giá bất động sản và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm giá nhà ở, đất ở, ổn định thị trường bất động sản. Văn bản thứ hai là tăng cường công tác quản lý, kiểm soát tình hình biến động giá bất động sản, gửi các tỉnh, thành phố, đề nghị các tỉnh thành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực thi các quy định của pháp luật liên quan đến các dự án, chủ đầu tư, đơn vị môi giới có hiện tượng thổi giá trục lợi, có biện pháp ngăn ngừa xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ ngành liên quan nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét thí điểm mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý nhằm hạn chế rủi ro về giá và pháp lý cho người mua. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thuế phù hợp nhằm hạn chế tình trạng nhà đất đã được mua bán nhưng bỏ hoang, không sử dụng, gây lãng phí nguồn lực xã hội.